khi đi tu Phật dạy là phải cắt ái ly gia. Bây giờ đó đi, đi tu cũng... mà nuôi con nít, đi tu mà già. Kiếm người già đó, đó là đi, họ lợi dụng vào mấy đứa con nít để mấy đứa con nít nuôi họ. Trời ơi, đi tu mà đi nuôi con nít là sao? Là thời gian đâu mà tu nữa? Đó, mình phải bỏ coi như là cắt ái ly gia người tu mà người tu mà có người nói rằng đó là giống như cái tâm từ, cái tâm bi để mà chia sẻ này nọ. Không phải, không phải từ là không phải từ bi là như vậy. Cái đó là cái vật chất với cái tinh thần nó khác. Quý vị được vật chất thì tinh thần suy kém, được tinh thần thì vật chất phải suy di. Dạy người tu phải biết nghĩ suy, đừng ham muốn cả hai mà không được. Quý vị đó, bây giờ nó tu phước, tu tướng nó khác, còn cái tu tâm tu đức nó khác. Tại vì cái tướng nó là bên ngoài, cái tâm cái đức cái huệ nó là bên trong. Bởi vậy người ta tu mà coi như là đi tu mà quý vị nghĩ đi. Ví dụ cái vụ mà Sư Minh Đạo, rồi bên Việt Nam đã tách cái Sư Minh Đạo ra với con nít rồi. Ừ. Đó không? Bây giờ thì ở bên ông thầy bên Canada đó, ổng nổi tuyên bố luôn, con mới xem clip rồi. Ồ vậy. Nó nhận được đứa nhỏ nhất là như 13 tuổi gì đó. Này nọ. Đó, nói chung dụ... là kế hoạch là sẽ nhận nhiều đứa con nít. Hay lắm. Thầy đi tu mà hay lắm. Hay lắm. Nhận đứa con nít á, người ta thường nói là nuôi mấy đứa con nít mồ côi hay gì đó, thật sự ra mấy đứa con nít mồ côi nuôi họ nhờ mấy đứa con nít nên nuôi họ để cho coi như là gây cái sự chấn động, gây cái tình thương. Trời ơi, thầy nuôi mấy con nít thôi mình phải bơm tiền vô cho thầy, coi như là gửi tiền cho thầy để coi như là cứu viện trẻ mồ côi. Trời ơi, người tu mà đi nuôi con nít, đi nuôi đàn bà, đi nuôi người già là cái sao? Đó, Phật cắt ái ly gia, Phật coi như là bỏ cung vàng điện ngọc, nhà cao cửa rộng, vợ đẹp con xinh, vinh hoa phú quý. Đó là quyền lực sức mạnh Phật bỏ hết. Bây giờ nó đi ngược lại. Văn phòng quốc tịch Mỹ. Văn phòng quốc tịch Mỹ cam kết giúp người già, người bệnh không cần thi, vẫn được quốc tịch, tù tội, vẫn được quốc tịch Mỹ. Văn phòng quốc tịch Mỹ nằm bên trong chợ Sài Gòn Supermart. Điện thoại 714-756-0946. Restore Spa and Wellness Huntington Beach chào đón quý khách. Với các bác sĩ y tá dày dặn kinh nghiệm và công nghệ chống lão hóa tiên tiến nhất, chúng tôi cung cấp các liệu trình sức khỏe trẻ đẹp toàn diện như Potenza RF Microneedling tạo collagen giảm nếp nhăn kích thích mọc tóc, Picusu Pro Laser trị nám, liệu trình tế bào gốc giảm đau khớp kéo dài tuổi thọ, truyền IV bồi dưỡng sức khỏe tăng cường miễn dịch thải độc gan, liệu trình giảm cân hiệu quả, máy Optilite IPL trị khô mắt. Hãy đến với Restore Med Spa để trải nghiệm sự khác biệt. Dạ vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý vị khán giả đến với channel TD Media. Kính thưa quý vị, trở lại đến quý vị chương trình Pháp Thoại cùng với Vũ Tăng Thích Minh Tấm. Lần đầu tiên thì Tiến Dũng rất chân thành cảm ơn quý vị luôn quan tâm, theo dõi, đặc biệt là gửi những lời tương tác rất nhiều qua những video clip mà những cùng với Vũ Tăng Thích Minh Tấm trên channel TD Media trong thời gian qua. Và thưa quý vị, trở lại chương trình hôm nay, nói một cái chuyện này thì nghĩ rằng nó dính tới rất là nhiều quý vị đây, đó là kẻ thù và chính bản thân mình. Như đó là ở trên đời này, cho dù mình sống ở trong bất kỳ cái thời bình hay là thời chiến gì nữa thì đâu đó cũng có những người thương kẻ ghét, điển hình là bất kỳ công việc gì. Bản thân Dũng đây thì trong thời gian qua quý vị thấy đó, cho dù mình có nói sự thật đi nữa, cho dù một cái công lý đi nữa, tuy nhiên thì vẫn có những cái xu hướng mà nó đi ngược lại điều đó. Giống như tinh thần lần trước mà Vũ Tăng Thích Minh Tánh đã từng nói, ở trên đời này là nếu mà có đen thì có trắng, mà có cao thì có thấp. Nói chung là lúc nào cũng nó đi song đôi như vậy, tuy rằng hai ý nghĩ nó ngược nhau. Và ngày hôm nay thì Vũ Tăng Thích Minh Tánh mới gợi ý cho Dũng nói một cái vấn đề, nói về kẻ thù của chính mình. Nhưng mà Ngài nhấn mạnh đây là cái hai kẻ thù không đội trời chung của nhân loại luôn nữa. Thì đó là điều như thế nào? Tiến Dũng xin kính mời quý vị cùng theo dõi buổi pháp hội này. Dạ vâng, thầy trước hết con kính chào thầy ạ. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính chào quý khán giả của đài TD Media Channel Mai Tiến Dũng. Dạ, kính thưa quý vị, Buddham Saranam Gacchami, Dhammam Saranam Gacchami, Sangham Saranam Gacchami. Con Du Tăng Thích Minh Tánh dập đầu thành tâm cầu nguyện cho quê hương tổ quốc đất nước Việt Nam cùng Hoa Kỳ. Con Du Tăng Thích Minh Tánh thành tâm cầu nguyện cho thế giới được bình an cùng tất cả các chúng sanh trong muôn loài, pháp giới được trọn thành Phật đạo, cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn, địa ngục ngạ quỷ súc sanh đồng giải thoát. Nguyện đem công đức lành hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh
sinh đều được trọn thành Phật đạo. Kính thưa quý vị, hôm nay một cái chương trình rất là đặc biệt mà sôi nổi vô cùng luôn, mà quan trọng đại cho thế giới, cho thế giới nhân loại chứ không phải cho riêng. Đó là có hai kẻ thù không đội trời chung của nhân loại, của thế giới nhân loại chứ không phải của riêng con. Có hai kẻ thù không đội trời chung của nhân loại. Dạ, kính mời Tiến Dũng. Dạ vâng, thưa thầy, khi mà nói đến kẻ thù không đội trời chung, thực ra câu này thì con đã nghe rất lâu rồi. Dạ. Biết rất là lâu rồi. Kẻ thù không đội trời chung. Nhưng mà bây giờ nói là kẻ thù không đội trời chung của nhân loại, có nghĩa là tất cả mọi người đều ở ghen lại với nó, đều ngược lại với nó hết, đúng không ạ? Dạ. Dạ. Và đó là điều gì? Thầy có thể chia sẻ ngay bây giờ. Dạ, đó. Cả, quý vị biết không, quý vị biết trên cái cõi đời này nè, trên có cõi đời này bây giờ đó, bây giờ thí dụ như hiện tại bây giờ nè quý vị, hiện tại bây giờ quý vị sống với ai, gần gũi với ai mỗi ngày, gần gũi với ai mỗi ngày. Bây giờ quý vị nói ô, tôi gần gũi với chồng tôi gần gũi với vợ tôi gần gũi với mẹ hay cha tôi, hay tôi gần gũi với con tôi. Không, quý vị không phải gần gũi với vợ con quý vị hay là con cái của quý vị đâu, mà quý vị luôn luôn lúc nào một cái kẻ thù nó đi sát bên quý vị mà khủng khiếp luôn, mà tôi nói từ già tới trẻ, từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, mà từ hang cùng ngõ hẻm, coi như là hạ tầng cơ sở, bất cứ chỗ nào sạch dơ trên thế giới này, cái kẻ thù đó nó đi theo, coi như là con người, nó đi theo con người. Bây giờ nó đi theo con người là cái gì? Đó, kẻ thù thứ nhất đó là coi như là hôm nay với cái chủ đề là hai kẻ thù không đội trời chung của nhân loại. Không đội trời chung mà nó khủng khiếp lắm quý vị ơi, mà nó khủng khiếp, mà nó tàn hại thân thể và hủy hoại tâm trí của loài người. Nói khủng khiếp vậy, nó kẻ thù của mình mà chẳng những là kẻ thù của mình mà nó đang hủy hoại tâm trí và tàn hại thân thể của loài người. Đó là cái gì? Là cái gì? Là cái smartphone internet. Cái smartphone và internet đó nó tàn hại thân thể, nó làm cho con nít đi, nó làm cho con nít trên thế giới đều khủng hoảng nếu mà không có tới nó. Bây giờ hiện nay một đứa con nít giờ đó mà không có tới nó là khủng hoảng liền, mình không có tới nó là mình điên loạn liền, mình nổi giận lên liền, mình không có gần gũi vợ con mình, cha mẹ mình, coi như là chồng con mình mà bằng cái phone. Lúc nào ngày như đêm, đêm như ngày, lúc nào nó cũng sát bên mình mà nó tàn hại thân thể và hủy hoại tâm trí của mình. Nó giống như là một ký sinh trùng, nó là yêu ma quỷ quái, một ký sinh trùng siêu vi khuẩn, yêu ma quỷ quái, một ký sinh trùng là siêu vi khuẩn, nó tàn hại thân thể và hủy hoại tâm trí của loài người. Tiếng Anh nó gọi là super power. Dạ vâng, nghe chỗ này chắc không phải chen vô để trước khi mà thầy tiếp tục nói đó. Dạ. Như vậy thực ra là thưa quý vị, ngay từ đầu thì Dũng không có nghĩ rằng cái ngày hôm nay thầy sẽ nói cái kẻ thù là cái smartphone. Đối với Dũng là người đời, thành ra nó hơi bị ngược lại trong ý nghĩ con nha. Dạ dạ đúng. Theo đúng. Lời Phật dạy, con trích ra trong 14 điều Phật dạy thì trong đó là kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình. Đúng. Thì con đúng. Hay thầy quá. Thầy đã nhắc là dạ, nó đã nằm ở trong cái 14 điều Phật dạy đây. Tuy nhiên bây giờ thì thầy lại nói là kẻ thù thứ hai nó là cái smartphone. Với thầy thì thầy nghĩ rằng là nó không có lợi. Dạ. 14 điều răn. Vâng. 14 điều dạ. răn. Thì ngay dạ. cái điều số 1 đó là kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình đó. Dạ. Dạ. Rồi ngu dốt. Dạ. Thứ hai là ngu dốt lớn nhất của đời người là dối trá lừa đảo. Đó. Ba là thất bại lớn nhất của đời người là tự cao tự đại. Thứ tư là bi ai lớn nhất của đời người là ganh tị ghen ghét. Thứ năm là sai lầm lớn nhất của đời người là tự đánh mất mình. Thứ sáu là tội lỗi lớn nhất của đời người là bất hiếu. Thứ bảy, đáng thương lớn nhất của đời người là tự ti mặc cảm. Thứ tám, đáng khâm phục lớn nhất là vươn lên sau khi ngã. Thứ 9 là phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng. Thứ 10 là tài sản lớn nhất của đời người là sức khỏe, trí tuệ. Thứ 11, món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm. Thứ 12, lễ vật lớn nhất của đời người là khoan dung. Thứ 13, khiếm khuyết lớn nhất của đời người là kém hiểu biết.
và thứ 14 an ủi lớn nhất của đời người là bố thí cúng dường. Thì đấy, trở lại cái 14 điều trong cái cuốn sách này quý vị. Dạ. 14 điều Phật dạy đó thì chỉ có cái đầu tiên là kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình. Vâng, bây giờ thì trở lại thầy nói cái điều thứ hai là cái smartphone. Bây giờ thì con có thể con nói về con trước nha. Rồi. Trong cái nghĩ hay là trong cái cảm nhận của một người đời thường. Dạ. Với con smartphone bây giờ đúng cái chỗ thầy nói là không thể thiếu được. Thầy biết khi mà con đi ra ngoài nha, nhiều khi mình lên xe mình lái đi rồi đó. Dạ. Mình quên cái phone đó. Trời ơi, cái khi đi rồi trời phải trở về thầy ơi. Đúng. Không sao mà bỏ được. Bởi vậy đó. Mỗi ngày như vậy á. Nó còn... biết bao nhiêu cái sự liên lạc với khách hàng. Đúng rồi. Rồi khán giả đủ hết trơn á. Nó hơn một người vợ đó. Cái á là về cái thông tin. Dạ. Bây giờ con đâu có đủ thời gian để mà con ngồi trên computer giống như đó đâu. Dạ. Mà tất cả mọi thứ người ta nói là cả thế giới này nó thâu lại nó còn cái điện thoại này thôi. Dạ. Mình ngồi đây mình có thể xem hình ảnh đảo lục ở Việt Nam hay là bất kỳ cái câu chuyện gì từ giới showbiz, từ nói chung là đời sống xã hội, muốn nấu ăn cũng mở này lên này nọ. Dạ. Đó, nhưng mà bây giờ thì lạ thay thầy nói đây là cái điều mà nó là cái kẻ thù, thì bây giờ nếu mà kẻ thù là không có đụng tới nữa đúng không? Đúng rồi. Giờ, nhưng có phải gọi là một cái vật mà không thể vắng con được, không thể tách ly con được. Dạ. Dạ, thật sự ra đó mình nói là quý vị biết con dao không, con dao hai lưỡi, nhưng mà biết sử dụng thì làm lợi ích cho người cho vật, không biết sử dụng là làm hại cho người cho vật, nó cũng giống như vậy đó. Nhưng mà bây giờ high technology, bây giờ cái thế giới hiện đại mà coi như là AI nó là một con, nó là một, nó gọi là tiếng Anh nó gọi là một con quỷ đó, tiếng Anh nó gọi là một con quỷ, super power virus evil demon, coi như non physical form, nghĩa là vô hình không tướng, một cái con quỷ mà coi như là nó, con quỷ nó ngày đêm, một con quỷ nó, mà con quỷ đó nó lạ lùng mình, nó theo sát bên mình coi như là mỗi ngày, nghĩa là coi như là đó, một con quỷ ở bên trong và một con quỷ ở bên ngoài. Một con quỷ bên trong là coi như là coi như là kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình, là bên trong mình. À, lúc mình vui, lúc mình coi như là mừng, vui, thương, giận, buồn, ghét, muốn, đó là do chính mình, con quỷ đó nó làm, coi như là con quỷ đó coi như là kẻ thù chính mình, mà là cái như là nó làm cho mình tham, nó làm cho mình sân nổi giận lên, nó làm cho mình si mê, làm cho mình điên cuồng, làm cho mình ham muốn đủ thứ, nó làm cho mình gây nhiều tội lỗi. Chính con quỷ đó là con quỷ coi như là trong tâm của mình là kẻ thù lớn nhất của đời người. Hai kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình, và một kẻ thù luôn luôn lúc nào là nó cũng ở sát bên mình hết. Bây giờ nó là coi như là hiện tượng, nó ghê gớm lắm quý vị ơi. Nó là một con quỷ vô hình mà nó tàn hại thân thể và quỷ hoại tâm trí của loài người. Nó làm mình điên cuồng hết, nó làm mình điên cuồng mỗi ngày nó làm quỷ hoại tâm trí. Con nghĩ thưa thầy ghi chỗ này nè, sở dĩ mà thầy nói rằng là nó làm mình điên cuồng, nó hãm hại á, theo con nha, thì do mình thiếu cái sự kiềm chế. Và đối với con người ta là cái sự ham muốn gần như là nó không có giới hạn. Thí dụ bây giờ con có con nhỏ ăn đi, mỗi ngày nó về như vậy thì nít mà nó thích chơi game, mà chơi game mà mình không có kêu nó ngừng á là nó không ngừng, là ngay không bao giờ ngừng. Lên trong giấc tối thì lên trên giường cái thế là mở cái phone lên, mình mà không có để ý tới mấy giờ đó là coi chừng nó đi cái là tới sáng nào, luôn hồi nào không hay rồi. Không nữa, hay, đó là quý đó quý vị. Cái nữa là khi mà ví dụ mình đi ăn trong cái family đi. Dạ. Ví dụ như mình ngồi ra xuống ăn, bây giờ bị nhìn thấy đa phần là ai cũng có phone hết. Trong thời gian gọi là chờ thức ăn ra, đa phần cái thế là lấy cái phone ra. Con cái, vợ chồng, đó, mỗi đứa một cái. Đúng rồi, dạ. Thì cái đó thì con thấy thôi. Dạ. Chứ còn về cái sự gọi là cái tác hại của nó thì con chưa, con chỉ cảm nhận rằng là do cái sự kiềm chế của mình không có control được cái sự kiềm chế của mình. Andy xin cảm ơn quý đồng hương đã cho Andy cơ hội phục vụ trên 30 năm qua. Andy luôn đặt quyền lợi quý khách lên hàng đầu với tất cả tấm lòng, dùng chất lượng cao và độ bền bỉ. Nay Andy tranh cử vào chức giám đốc sở vệ sinh môi trường, chuyển rác thải thành cây xanh bốn mát, trồng thêm phượng vị khắp Bô Sa, tạo phương tiện cho du khách gần xa đến thăm viếng, tạo nền kinh tế cho Westminster cũng là đền đáp tứ trọng ân. Andy xin quý đồng hương hãy bầu cho Andy vào ngày 5 tháng 11 này với chức giám đốc sở vệ sinh môi trường. Andy xin chân thành cảm tạ quý vị. Dạ kính thưa quý vị thấy Thiên Dũng mới nói không? Nội cái đi ăn, nội cái sum họp gia đình đó, nó làm chia cắt, nó làm cái tình cảm
nó làm cái tình cảm gia đình xa mặt cách lòng, nó làm không gia đình không còn get along như ngày xưa nữa. Mỗi lần cha con, vợ con với nhau, anh em cha mẹ gì đó sum họp với nhau vui vẻ, bây giờ sum họp với nhau là mỗi người một góc, là đó nói gì nói đó coi trước cái đã, rồi bắt đầu nó làm cho mình phân, nó làm cho mình nó phân tán mỏng, nó dễ sợ lắm, nó kẻ thù mình, nó giết mình không phải là giết liền, nó giết mình từng giờ từng phút từng giây, nó giết mình trong đời mình. Rồi quý vị chia đi trong đời mình bao nhiêu thời gian mình bỏ ra. Dạ, bao nhiêu thời gian mỗi một ngày, bao nhiêu thời gian mình bỏ cho nó, bao nhiêu thời gian mình coi như là lãng phí cho cái iPhone đó, nó khủng khiếp luôn. Bao nhiêu thời gian quý vị tính ra đi, mỗi tính đi một tấc thời gian, một tấc vàng, vàng không mua được tấc thời gian, tấc vàng mất đi dễ kiếm lại, thời gian qua mất khó lòng tìm. Trời ơi, thời giờ ngựa chạy tên bay, hết trưa lại tối, hết ngày lại đêm, quý vị ơi, thời gian nó coi như là qua rất là mau lẹ vô cùng. Đó coi như là mình lãng phí thời gian, mình coi như là lãng phí mà biết bao nhiêu. Quý vị tính ra đi, mặc dầu cái phone nó giúp đỡ mình trong cái cuộc sống hiện tại, coi như là về vấn đề high technology, sinh sống hay là tìm hiểu, nhưng mà nó cũng là một con quỷ, nó tàn hại mình, nó giết mình, coi như là nó giết mình cái thời gian. Thay vì mình sống đến 80 năm đi, 80 năm đó quý vị chia ra đi, từ nhỏ tới lớn quý vị xài phone bao nhiêu, nó coi như là nó gần coi như là 1/3 cái đời sống của quý vị. Quý vị coi như là với nó, đó nó tàn hại quý vị, nó làm cho quý vị là mất thời gian đi, nó coi như là nó vô hình không tướng quý vị ơi, nó giết mình mỗi ngày, nó giết mình, nó làm cho cái đầu óc mình, cái đầu óc mà là cũng như là Phật dạy đó là Internet. Dạ, cái đầu tóc mình phải trống rỗng, mình phải coi như là cái đầu mình á, cái con mắt mình là camera quý vị, con mắt mình là camera, mình nhìn mình thu vô hết, còn cái lỗ tai mình là recorder, mình cũng thu vô luôn, con mắt là camera, là cái máy chụp hình đó, nó quay phim đó, còn cái lỗ tai là record, nó thu vô những âm thanh đó, nó thu vô, rồi nó chứa vô memory, nó chứa nhiều quá quý vị loạn luôn. Quý vị trong này nè, nó loạn luôn, nó chứa quá trời nhiều, nó chứa hết cái này tới cái kia, hết cái kia tới cái nọ, nó chứa nó làm cho mình bị loạn tâm, bị tán loạn đó. Bởi vì nó khủng khiếp lắm, nó tàn hại mình mà mình không biết. Đây là một đó, các thiền sư, các coi như là tại sao người tu đó không có, thiệt người tu không có xài phone là như vậy đó. Đây nè quý vị biết nè, đây là sư nói có sách mách có chứng. Sư xài cái phone này nè, mà đệ tử nó nói là sư phụ về Việt Nam là bị bắt liền đó, là bị bắt liền. Tại sao? Tại vì thầy ở Mỹ mà thầy chạy cái phone cùi bắp này là về Việt Nam là cũng như là công an nó thấy được là nó còng đầu thầy liền. Là tại vì hai technology giờ này mà thầy còn xài cái phone này, biết không, xài cái phone kia đó thì nó nhiều cái function rồi, chưa đâu sách xua nè, cái này tình dục nè, nó cứ bơm vô nè, còn chuyện bậy bạ nè, chuyện tùm lum, chuyện tào lao nè, đủ thứ hết. Như thế này thì nãy giờ qua cái phần trình bày của thầy đó thì đúng là với những người mà đã từng xài phone rồi thì là rõ ràng cái thời gian mà dành cho phone rất là nhiều. Đúng. Tuy nhiên thì có lẽ rằng những gì thầy nói qua đó, con nghĩ là chỉ có mình nói về một hướng là cái hướng gọi là negative thôi. Còn cái hướng positive thì ít lắm. Nhưng mà ví dụ như đối với nghề của con đi, đúng không? Ví dụ như con thì con về tin tức rồi truyền thông là dạ, nhiều thứ trên đời này lắm luôn. Ngay cả bây giờ con trả tiền cái chuyện vậy, con đâu có cần đi nhà băng, con deposit đâu có đi nhà băng đâu. Cái phone con ở nhà tại chỗ con làm hết trơn hết rồi. Thành ra là cái gửi theo con nhìn cái vấn đề thì con nghĩ này, đây là cái hai chiều. Vấn đề là mình khai thác ở mức độ nào thôi. Mà trở lại, nếu như có mà là hơn đi nữa, mình thấy nó không có hữu dụng á, là lý do là mình không có kiềm chế bản thân mình thôi. Đúng rồi, Tiến Dũng nói là rất là chính xác quý vị. Nhưng mà mấy người control smartphone,
thầy xin nói nha, thầy nói ơn trên chư Phật từ bi gia hộ tác đã chứng minh smartphone but stupid people, nghĩa là cái như cái phone nó rất là thông minh nhưng mà con người ngu vô cùng, ngu hơn nó nữa, nó bị để nó control, mình control the phone. Đừng có let the phone control mình, nghĩa là mình xài cái phone, đừng có để cái phone nó xài mình. Nhưng mà cái phone nó xài mình mỗi ngày. Ít có người, thí dụ như cái nghề truyền thông của Tiến Dũng, thí dụ cần những cái phone để mà coi như là coi như là mở mang, coi như là tin tức hay là những function hay là tìm hiểu những cái gì đó, thông tin đủ thứ đó. Cái nó có lợi, nó có lợi với người nào biết sử dụng, nhưng phần đông nó hủy hoại tâm trí của loài người, nó tàn hại thân thể. Bởi vì mình phải làm sao mà ngăn ngừa đó, đây là phải ngăn ngừa, phải hạn chế, phải hạn chế khi nào cần đó, mình cần khi nào cần xài đó, mình phải biết tấn, biết thối, biết ngưng, biết nghỉ, cũng như là mình xài cái phone, đừng để cái phone nó xài mình. Quý vị ơi, nhiều người xài cái phone hơn cái là ngồi lại là chụp cái phone rồi quạt quạt tới quạt lui, quạt quạt xuôi quạt ngược. Cái sư thấy rồi, cái thằng kia bị xe đụng á, nó quẹt 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 đi nè, nó đâm vô xe, xe đâm nó đụng nó là nó không để ý tới xe cộ luôn. Vậy đó quý vị, thấy khủng khiếp chưa? Bởi vậy nên con người bị cái phone control. Bởi vì sư thấy những sự tác hại của đây là một cái hai cái kẻ thù lớn nhất của nhân loại. Với con thì con chỉ nghĩ cái lời Phật dạy, hay đầu tiên là Phật dạy đó, là kẻ thù lớn nhất của đời đời người là chính mình. Thì ngay cả cái câu này con cũng chưa có hiểu hết, chứ có lẽ là một chút xíu nữa sẽ nhờ thầy nói tiếp. Rồi, mà nếu được mà nói rằng là cái phone là kẻ thù lớn thứ hai, tại vì ngay cái tiêu đề thầy nói đó, kẻ thù bên ngoài và kẻ thù bên trong, kẻ thù không đội trời chung của nhân loại, thì con thấy đúng rồi. Này có lẽ là dừng ở cái mức độ là ở chừng mực thôi, tùy theo quan điểm của mọi người. Dạ. Chứ còn không hẳn. Với con nghe, cái lập trường của con tới giờ con vẫn còn giữ là dạ, con không cho cái điện thoại là kẻ thù không đội trời chung của nhân loại. Dĩ nhiên cái gì cũng có hai mặt, mà không đến mức mà con nghĩ đến là kẻ thù là không đội trời chung là một cái gì nó ghê gớm lắm, một cái gì nó không thể chấp nhận được. Còn này acceptable, bởi vì là gì, mình đi ra đường nhan nhản là mọi người đều có phone. Ở bên Mỹ này được cái nữa là ví dụ như cái phone mà xài cho con nít á, là mình có thể giới hạn nó không được vào những cái web gọi là cho người lớn. Nó chỉ coi những cái của con nít thôi. Mình cũng vậy, coi phim của con nít đi, nhưng mà vấn đề thời gian control này nọ đó thì cũng phải là một vấn đề mà bậc cha mẹ ai cũng phải để ý tới đó rồi. Mà con nghĩ rằng nhiều bậc cha mẹ cũng rất là khổ tâm với vấn đề khi mà có con rồi lớn lên chút á, nó biết xài phone, nó biết xài iPad này đó, thì cái vấn đề mà control thời gian nó là cả vấn đề nữa. Vâng. Cái thời gian nó rất là quan trọng trong đời người. Bây giờ cái thời gian mình chỉ chia ra thôi, chia cái thời gian đó, cái phone này nó giết hại 1/3 cuộc đời của mình. Nó giết hại đó, bất cứ mà mới có mấy chục năm nay thôi, mới có mấy chục năm thôi. Vào thời của sư đó, vào thời của sư đó không có phone, không có iPhone, iPad gì hết trơn á quý vị ơi. Đó là này kia cái nọ, nó rất là cũng rất là khó khăn, nó rất là bất tiện, nhưng mà tâm hồn nó rất là trong sạch. Nó rất là trong sạch. Có nghĩa là theo cái sự phát triển của xã hội đó. Dạ đúng rồi. Như giờ ngay cả thầy thấy là ở nhà người ta mà đám tang cái người ta có cái máy, để tụng kinh đó. Dạ. Mô A Di Đà Phật. Dạ. Như thế là cứ hoài nữa. Dạ. Bây giờ đâu cần nữa đâu. Là cái máy cái là thấy là nghe dậy suốt luôn à. Hồi xưa đó là dùng cái, tại vì cái số lượng đó là nhiều hay là ít, chất lượng tốt hay là xấu, ngày xưa là dùng bằng cái tâm lượng, cái tấm lòng, dùng bằng cái tâm lòng, cái tấm lòng, bởi vì nó chấn động, tại vì dùng cái tâm, ấn tâm á, dùng cái tâm. Vậy đó, còn bây giờ dùng cái high technology, dùng cái số lượng, dùng cái chất lượng thôi, dùng cái kỹ thuật thôi, dùng cái đó. Bởi vậy nên nó không có work bằng, nó không có cái sức mạnh bằng cái nội tâm. Đó vậy đó, quý vị thấy bây giờ nó giết một phần, nó giết, bây giờ cái này nè, kẻ thù đó nó giết 1/3 cuộc đời của mình là trên thế giới. Nó giết mình đó, 1/3 cuộc đời. Đó, thay vì mình sống 80 tuổi, sự guarantee là cũng như là 30 năm, nó giết mình 30 năm, lãng phí thời gian.
mà lãng phí thời gian trong 30 năm mình sống, còn 50 năm thôi là nó giết mình 1/3 cái cuộc đời của mình. Vậy là nó, vậy là cái gì? Là kẻ thù đó quý vị. Nó giết mình, nó vô hình trung, nó giết mình, nó coi như nó đã, sinh đã nói rồi, nó tàn hại thân thể mình, nó hủy hoại tâm trí, nó làm cho sức khỏe mình, nó làm cho tâm trí mình điên cuồng, coi như là vậy đó. Nó đủ thứ. Bởi vậy sư nói thật nha, sư ngồi thiền á, mà ngồi không yên, ngồi coi như là ngồi không yên, bị tán loạn. Sư suy tư đến coi như là hai kẻ thù của nhân loại, hai kẻ thù không đội trời chung của nhân loại. Sư thấy nó quá khủng khiếp quý vị ơi. Sư thấy bởi vậy sư mới có nghĩa là trong phần cuối này con giờ thầy nói lại là 14 điều dạy của Đức Phật á. Con không có hiểu hết nên nhờ thầy giải thích rõ hơn. Thứ nhất là kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình. Tại sao mình thù chính mình không thương mình thôi, chứ tại sao thù chính mình tại sao là kẻ con đúng rồi, tại sao kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình? Đây nè, không nói thiệt nha, ai hại mình người ta nói trời ơi, trời hại tôi, Chúa hại tôi, Phật hại tôi. Trời Phật nào mà hại mình quý vị? Chính mình hại mình. Thầy chính... nói tới đây còn nhớ tới cái Hàng Mặc Tử á. Dạ. Nói câu Chúa ơi, Chúa đã hại con rồi đó. Đó. Cái đoạn mà trong cái lương đó. Dạ. Bởi nhưng nói vậy, Chúa nào mà hại mình, trời Phật nào mà hại mình, mà chính mình hại mình quý vị ơi. Tại sao mình hại mình? Tại vì á, thí dụ nha, mình nổi nóng lên rồi. Thí dụ đây nè, bây giờ mình nổi giận lên rồi. Khi mà nổi giận lên á, có như là một niệm tâm khởi sân si, 100.000 cửa chướng tức thì mở khai, phiền não làm gốc chẳng sai, tam đồ thọa khổ đố mà thoát ra. Mình khi mà mình nổi giận lên là lục phủ ngũ tạng, tâm can tỳ phế thận mình đều tiết ra chất độc. Cái người trước nhất là mình tự giết mình. Mình tự giết mình khi mình nổi giận lên, xanh mặt tím gan, đó là chất độc. Vậy đó, cái bà kia đó, cái bà kia gây lộn, hai vợ chồng gây lộn cho con bú, đó là đứa con đầu lòng cho con bú, đứa con chết xong rồi đó. Người chồng mới báo cảnh sát để bắt người vợ xong rồi bác sĩ khám tử thi đó, để thì biết ra là trong sữa có chất độc, tại vì nóng giận quá rồi cho con bú, con chết luôn. Mà đứa con mới sanh nữa, đứa con so mới sanh, bởi vì nó chịu không nổi cái lực, cái sự mà sân hận nóng giận đó, nó chất độc đó, nó chết luôn, nó tím bầm, nó chết luôn. Dễ sợ quý vị, đó thấy chưa? Đó cái người kẻ thù lớn nhất là chính mình hại mình, coi như là xuống địa ngục. Chính mình hại mình tham lên, mình hại mình giết người, gây ra chiến tranh. Có phải tự mình không? Tự mình giết mình, cái tự mình là cái tham lam sân hận si mê, tự mình làm nên cái tội ác, tự mình cũng như là sanh ra biết bao nhiêu chuyện coi như là trong thế gian này khổ đau là do ai? Do mình giết hại, tàn hại, sân hận, nóng giận, đó là ích kỷ, tham lam là do mình, chính mình hại mình. Đó, nếu mình không hại mình thì mình đã trở thành Phật, thành Thánh rồi. Đó vậy đó, mà mình hại mình, mà ngày nào cũng vậy hết trơn. Ngày nào mình cũng nổ, ngày nào mình cũng thấy ông vui thì quá vui. Đó, vui, mà vui trong tham dục, vui rồi khổ. Khổ quá, khổ để tu hành, khổ hóa vui. Nếu biết có vui là có khổ, thà rằng đừng khổ cũng đừng vui. Mong sao giữ tánh không vui khổ, mới thoát ra ngoài lối khổ vui. Nào là coi như là mừng, giận, thương, yêu, ghét, muốn, đủ thứ hết trơn. Hỷ nộ ái ố ai lạc dục là đó, là trong lòng mình cứ nổi lên mà chính mình hại mình. Đó, tham, con mắt mình nhìn là thấy tham rồi đó, đó mỗi ngày mình nhìn thấy sắc đẹp rồi ham muốn nhà lầu xe hơi, đó là ham muốn đủ thứ vật chất trên đời này. Đó, ham muốn rồi ham ăn, rồi ham ngửi, rồi ham nghe, đó ham nói, ham đó, cái gì cũng ấy đó. Tự mình giết hại chính mình, tự mình hết. Bởi vậy kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình. Không ai hại mình, chính mình hại mình. Đó, vậy đó, chính mình hại mình. Mình coi như là cái tâm tham, nói chung là như gì? Tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm mạn nghi, ác kiến là do mình tạo nên hết. Chính mình tạo nên, chính mình hại mình.
đó, chính mình hại mình chứ không ai mà hại mình hết. Chính mình đưa mình lên thiên đàng mà chính mình cũng cũng đưa mình xuống địa ngục, đó là kẻ thù của mình. Dạ, vâng. Đó. Rồi điều thứ hai đó là ngu dốt lớn nhất của đời người là dối trá. Dối trá lừa đảo đó, thấy chưa, ngu dốt lớn nhất. Tại vì mình ngu rồi mình mới lừa đảo người ta, mình coi như là mới dối trá lừa đảo đó là cái. Nhưng mà chỗ này con chen cái, khi mà mình muốn lừa được ai nữa, mình lừa được á là thầy phải giống như là thầy cao cơ hơn, thầy phải có mưu trí hơn, thầy nghĩ là thông minh hơn chứ, tại sao trong đây gọi là ngu dốt? Trong đạo Phật đó là cũng như mình giúp người là giúp mình hại người là hại mình đó quý vị ơi. Đó là vậy đó, trong đạo Phật nó đi ngược lại thế gian. Thí dụ như á, mình cũng như là thí dụ mình lừa tao, trời ơi thằng này nó ngu quá, tao lừa nó mấy chục triệu, mấy tỷ mà nó không, nó ngu quá, nó không biết nữa, nó không biết. Tất nhiên đó không phải đâu, lừa người hôm trước hôm sau người lừa, hại người người hại, nhân duyên quả báo tơ hào chẳng sai. Ngày xưa quả báo thì chày, ngày nay quả báo một giây nhãn tiền. Mình hại người là chính mình hại mình giúp người là giúp mình đó. Phụng sự, bởi vì Phật dạy mà phụng sự chúng sanh, đó là cúng dường chư Phật. Rồi. Đó, mình thương người là thương mình hại người là hại mình. Dạ. Đó là thứ ba, đó. Thất bại lớn nhất của đời người là tự đại. Tự cao tự đại. Đó, cống cao ngã mạn. Quý vị thấy không? Cống cao ngã mạn nó làm sụp đổ hết. Đó, tại vì tại sao mà bị động đất là vì cống cao ngã mạn đó, là tự cao tự đại, cái ngã, cái tôi, cái ta. Đó, càng cái cây mà càng cao thì gió càng lay, càng cao danh vọng là càng dày gian nan, lớn thuyền là lớn sóng. Đó, cây lúa lép mà đứng sững lên coi ai không ra gì, cây lúa quằn nó mọp xuống nè. Tự cao tự đại là đi đến chỗ thất bại. Đó là thất bại. Đó, bởi vì là đó, thánh xưa nghe lỗi thì mừng, nghe lời khen tặng rưng rưng đôi mày. Chúa với Phật mà còn khiêm cung khiêm hạ, đó là còn thương yêu tất cả, là không có, là coi như là không có tôn vinh mà tôn xưng mình. Đó là mình là cái gì mà tôn xưng mình, là coi như là tự cao tự đại. Đó là coi như là cái người, cái thất bại lớn nhất của đời người là tự cao tự đại, là hại chính mình. Dạ. Điều thứ tư là bi ai lớn nhất của đời người là ghen tị. Ghen ghét. Bi ai là sầu khổ đó, là lớn nhất của đời người là ghen ghét. Mình khi mình ghen tị ghen ghét á là mình khổ não vô cùng. Tại vì á, hơn thì nó ganh, thua thì nó khinh, quý vị ơi. Con người ghen tị ghen ghét đó, trời ơi, sư thấy qua rồi. Tự nhiên không có mắc mới gì cho nghe, sư thấy qua rồi. Đó, trong một cái buổi giảng á, tự nhiên cái cô này vừa đẹp, vừa là bác sĩ đệ tử, giờ đó bác sĩ vừa đẹp, cái tự nhiên mấy người kia ganh ghét, rồi nói xấu này kia nọ đủ thứ hết. Tại vì á, con người nó vậy đó, hơn thì nó ganh, thua thì nó khinh, nó không biết là cũng như người ta tài giỏi, mình phải coi như là tán thán, rồi mình phải tôn vinh người ta. Cái này không có đâu, thấy nó hơn chút xíu là cái bắt đầu ganh ghét liền. Còn hiện là làm YouTube mà con bị cái chữ là câu view. Con hay ví dụ như nói đề tài gì đó, con không ưa cái nói câu view rẻ tiền. Bởi vậy thôi. Bởi vậy người đời ăn nói thị phi, buông đi phiền não thì lo chi miệng đời. Miệng đời mà cái miệng đời nó như vậy đó. Yeah. Đó. Điều thứ năm. Dạ. Sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất mình. Là tự đánh mất mình, coi như là mình không đây biết mình. Cuốn khác không à? Tại vì đây con đọc ở trên mạng đó, anh sẽ đây đây. Nó viết không giống nhau, mình cuốn sách này để mình đọc giống nhau luôn đi. Ừ, dạ. Đây, đây đó. Trang thứ 21 thôi. Đây nè quý vị, rồi, đó. Đọc cho cùng nha. Rồi. Điều thứ 5. Sai lầm lớn nhất của đời người là tự đánh mất mình. Thường ai mà đánh mất mình? Mình phải lưu thương mình chứ, ai đánh mất mình à? Mình lo cho mình chứ. Nhiều người không có biết, coi như là biết mình, đánh mắt mình bằng cách nào. Coi như là thí dụ mình uống sai rượu nè, sai sứa nè. Đó là mình tự đánh mắt mình. Rồi mình bán linh hồn cho quỷ dữ nè. Đó là tự đánh mắt mình. Mình coi như là mình nói dốc là tự đánh mắt mình. Là mình bán linh hồn cho quỷ dữ. Rồi mình đem mình vô cái sòng bài nè. Rồi mình đem cái thân người mình vô nè, rồi mình làm những chuyện xấu xa nè, hay là coi như là trăng hoa nè, rồi dâm dục nè, đó, thấy chưa, mình tự đánh mất mình mà mình không biết.
Do đó mình tự đánh mất mình. Mình không có thương, không có quý lấy cái bản thân của mình. Mình tự đánh mất mình. Yeah. Là cũng như là mình không có biết bảo tồn cái nhân phẩm của mình. Mình bảo tồn cái lý trí của mình. Mình bảo tồn cái đạo đức của mình. Đó, mình tự đánh mất mình. Đó là như vậy đó. Yeah, điều thứ 6 là tội lỗi lớn nhất của đời người là bất hiếu. Thì cái này nó quá rõ ràng rồi. Đúng rồi, tội lỗi, không có tội lỗi nào mà cái bằng sự đó. Cha mẹ là người mang nặng đẻ đau đó, công ơn cha mẹ sinh thành dưỡng dục, mà mình lại bất hiếu với coi như là chửi cha mắng mẹ, với sinh thành dưỡng dục. Đó thì công ơn cha mẹ đó, ơn cha mẹ sinh thành dưỡng dục, đạo làm con chẳng phúc nào quên, sớm hôm cung phụng báo đền, tròn câu hiếu đạo mới nên thánh hiền. Đó quý vị thấy là coi như là cái sự không có cái tội lỗi nào mà cái người tu nào mà mất dạy bất hiếu với cha mẹ thì tu chỉ là tu, chỉ tu như vậy thôi chứ chơi thôi chứ không có mà coi như là chứng quả gì hết trơn á. Tại vì cái sự bất hiếu với cha mẹ đó là một cái sự tội lỗi nhất trên trần đời này. Cha mẹ mình sanh ra mình mà mình không thương thì mình thương ngay. Con thấy có người nha, ví dụ đi ra ngoài, ở ngoài ăn nói rất là khiêm cung, rất là nhẹ nhàng, rất là lịch sự, nhưng mà nói với cha mẹ ruột của mình luôn á, chưa hẳn. Chửi cha mắng mẹ, chửi cha mắng mẹ, vậy đó. Nghe dạ. Là thấy khó chịu rồi. Dạ, dạ, ra ngoài khôn nhà dạy chợ. Khôn nhà dạy chợ, đối với người ngoài thì mình sợ hãi, mình nịnh hót, mình ngọt ngào. Về nhà cái chửi cha mắng mẹ, nhiều người vậy đó. Cha mẹ nuôi con như biển hồ lai láng, con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày. Bây giờ có một chút chút đỉnh tiền rồi coi cha mẹ như là người ở vậy đó. Người ở vậy đó. Có nhiều người nó mất dạy khốn nạn y chang luôn, coi cha mẹ phải giữ con nó, quét nhà cho nó, lo cho vậy đó. Đó vậy đó. Bởi vậy nên khổ lắm quý vị ơi. A Di Đà Phật. Điều thứ 7 là đáng thương lớn nhất của đời người là tự ti mặc cảm. Điều thứ 7 là đáng thương lớn nhất của người đời là tự ti mặc cảm. Quý vị biết tự cao thì quá cao, tự ti mặc cảm là quá thấp. Bởi vậy phải self-confidence, đó là tự tin. Phải một con người sống phải có cái niềm tin, đức tin, là cái đức tin, cái lòng tin. Đó là phải có cái sự tin, một niềm tin không gì lai chuyển nổi. Một chí nguyện phải rộng lớn vô hạn, một nguyện lực phải mãnh liệt vô biên, và một nghị lực phải vững bền kiên cố. Mình không tin mình thì ai tin mình? Bởi vì đáng thương lớn nhất của người đời là tự ti mặc cảm, là tự ti. Con người lạ lắm, không biết vươn lên. Ngọn cỏ khi bị cắt nó còn vươn lên, cái cây nó còn che bóng mát của chi mình. Mình coi như là, bởi vì sư nói là một lần nữa, tự ti thì quá thấp, tự cao thì quá cao. Phải self-confident, đó là tự tin. Dạ, phải vâng. Tự tin nơi chính mình. A Di Đà Phật. Điều thứ 8 là đáng khâm phục lớn nhất của đời người là vươn lên sau khi ngã. Được, quá hay. Quý vị thấy không? Coi như là đó coi như là vấp ngã mà thắng không kiêu căng, bại cũng không nản lòng, đó mới là kẻ dũng dũng. Vậy đó, đó là như vậy đó. Bởi vì nên đó, bởi vì cuộc đời mà xôn xao trong cõi ta bà, thịnh suy dinh nhục đều là xác không. Phải không? Ngọn cỏ bây giờ mình nói tới thôi. Đó, ngọn cỏ đó khi cắt nó vươn lên, cái cây nó còn che bóng mát. Huống chi mình không vươn lên, không đứng lên như cây cỏ sâu bọ không? Đó, rồi mình phải stand up và move on. Đó, quá khứ thì nó đã qua, tương lai thì chưa tới. Hiện tại an trú trong hiện tại, giây phút đẹp tuyệt vời, phải biết vươn lên quý vị ơi. Đó là cái ốc cầu tiến, phải đứng lên, vươn lên. Đó, A Di Đà Phật. Điều thứ 9 là phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng. Đó, phá sản là coi như là tiêu tùng hết trơn đó, là mất tất cả đó, là tuyệt vọng. Có nhiều người đó, có nhiều người thất chí quý vị. Cũng như thí dụ có nhiều người ở Việt Nam là đại quý, trung quý, thiếu tá, đại tướng gì đó, khi mà qua Mỹ rồi cái thất chí, là cũng như là nghĩ mình không còn làm gì được nữa. Cái thất chí, cái tuyệt vọng, đi đến chỗ tuyệt vọng. No, mình coi như là mất keo này thì bài keo khác. Vậy đó, mình coi như là vậy đó, thắng không kiêu căng mà bại cũng không nản lòng nữa. Đó cũng như là mình đừng có để tuyệt vọng chứ. Mình tuyệt vọng rồi mình tự ti, đó nó giống như tự ti mặc cảm á. Tự ti mặc cảm rồi tuyệt vọng rồi thấy mình thất chí, rồi mình qua đây rồi mình làm không được cái thất chí, rồi cái tại không biết cái thí dụ mình không làm được việc này thì mình làm việc khác.
vậy đó, tùy cơ mà ứng biến. Ngoài đời thì nó có cái câu là thất bại là mẹ thành công. Đúng rồi. Tôi nghĩ rằng ủa như vậy là sự thành công nào cũng phải có thất bại sao thầy? Đúng rồi đó, thất bại là mẹ thành công, cùng tắc biến, biến tắc thông. Đó, con chó. Có nghĩa là có được thành công thì phải có thất bại, chứ không thể nào là thành công là cứ là thành công thôi sao? Không, không phải, cùng tắc biến, biến tắc thông là con chó khi mà nó dồn vào đường cùng đó. Quý vị dồn nó vào đường cùng mà nó còn cắn lại quý vị. Huống chi ý là con súc vật nó còn như vậy, huống chi mình. Bởi vậy khi mà vào đường cùng rồi, con người thường thường á, con người coi như là con người đi vào cái chỗ tuyệt vọng, đó là con người không có ý chí. Không có ý chí quý vị. Rồi ví dụ như muốn thành công là trải qua nhiều thất bại. Cũng như quý vị thấy không? Cũng như thấy bây giờ đừng nói tỷ phú Bill Gates đi. Hay là Elon Musk đi. Là cũng như là bị thất bại biết bao nhiêu lần. Biết bao nhiêu lần rồi. Từ cái thất bại này. Đó thất bại này cái nó mới sửa đổi. Nó mới chỉnh lại. Thất bại này cái nó làm tốt hơn. Có thất bại mới có thành công. Gian nan không ngại khó, lửa thử vàng, gian nan thử sức. Bất kinh nhất phiên hàng triệt cốt, chẩm đắc mai hoa phát tỷ hương. Nếu không trải qua một phen sương thấm lạnh thì hoa mai đâu nở tỏa ngát hương. Lửa thử vàng, gian nan thử sức quý vị ơi. Đó dạng sự khởi đầu nan, mình bắt đầu gian nan cái bắt đầu nản liền. Bởi vậy mình phải đó là không có thì gắng cố gắng lên. Cái này lời dạy hay lắm quý vị ơi. Điều thứ 10 là tài sản lớn nhất của đời người là sức khỏe, trí tuệ. Đó thấy chưa, không phải tiền bạc, không phải nhà lầu xe hơi rồi đó. Tài sản không phải là tài sản của người đời đó. Bởi vậy nên cái Phật dạy mà trong Đại học Vạn Hạnh đó là Phật dạy là coi như là sự nghiệp của người tu đó là sự trí tuệ. Không phải sự nghiệp là cái tài sản của mình là tiền bạc nè, giàu có vợ con, không phải là tài sản. Mà có nhiều người có tiền có bạc mà bệnh hoạn thì làm sao? Đó bệnh hoạn rồi tiền muôn bạc dạng gì cũng bỏ hết. Có nhiều người quần quật suốt đời để nuôi thân nhưng mà không biết chịu bỏ ra 5-10 phút để nuôi tâm nuôi trí. Vậy đó, rồi quý vị giàu có tài sản cỡ nào mà quý vị bị nằm liệt rồi này kia làm sao? Bởi vì cái tài sản lớn nhất của người đời là cái trí tuệ và sức khỏe. Như thế này, ở ngoài đời á, tại vì con cũng đã trải qua cái thời gọi là cài dữ dội rồi. Thì lúc đó là thanh niên lớn lên mà mình chia sẻ nhiều, thì đâu đó là sức khỏe đó, của thanh niên đó, thời trẻ là lấy sức khỏe đổi tiền. Tại con làm thì biết con làm nhiều giờ lắm thầy ơi, con đúng làm rồi cái gì, cái gì luôn á nha, con vẫn còn tuổi lao động nhưng mà có những người lớn tuổi thì người ta lại thiếu sức khỏe. Có thể là cái gì, lấy cái tiền để mua lại sức khỏe thầy đó. Uống thấy chưa nè. Đó đây nó bồi bổ đúng rồi, bồi bổ rồi đi bác sĩ nè, lấy tiền để chữa bệnh nè. Đó thấy ông mình làm á, bởi vậy nên cái sức khỏe, ông bà nói sức khỏe là vàng không có đúng, sức khỏe còn quý hơn kim cương nữa. Quý hơn kim cương trên cõi đời này, không có cái gì bằng cái sức khỏe, bằng cái sự trí tuệ hết. Vậy đó bởi vậy nên cái sức khỏe và trí tuệ đó là tài sản lớn nhất của người đời. Và không có gì lớn nhất bằng cái sức khỏe và cái sự trí tuệ hết. Vậy đó, bởi vì đối với sư là sư, đối với người tu, đối với thế giới là như vậy. Còn đối với quý vị thì tùy, quý vị là tùy người, để chính người là 10 ý. Bởi vậy nên á, cái tài sản lớn nhất của người đời là sức khỏe và trí tuệ. A Di Đà Phật. Số 11 là món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm. Đúng rồi, cái nợ tiền mình trả được, nợ tiền á, nợ tiền mình trả được nha, còn nợ tình khó trả lắm quý vị ơi, mình cái nợ tình á. Bởi vậy hôm thầy nói người đi tu á là phải chắc. Đúng rồi, phải cắt ái ly ra để chặt đứt. Bởi vậy mấy ông thầy mà cứ dính vào tình cảm với con nít, dù là con nít đi nữa, nhưng mà nó cũng bị vương vấn. Đúng rồi. Nha, con mới xem cái clip của Sư Minh Đạo á, thầy kể mấy đứa nhỏ gặp lại thầy nó khóc. Thì bởi vậy đó là mình thương, mình nuôi nó thì cũng phải quyến luyến. Bây giờ tình thầy trò mà là thầy cũng không kìm được luôn. Khóc luôn. Đó là quyến luyến đó. Bởi vậy quyến luyến đó. Bây giờ nè, con mới thấy được nữa. Ông thầy bên Canada năm nay ổng tuyên bố là ổng sẽ giảng hết năm nay thôi, ổng ngừng. Nhưng mà ổng sẽ nhận về một đống con nít nữa đó. Để đó tự nhiên rồi cũng trở lại giống như Sư Minh Đạo nè. Con mới bây giờ là cái phong trào nó như vậy mà. Bây giờ tại sao là phong trào nuôi con nít không phải cái phong trào người già và con nít.
Bởi vì tại người, bởi vì khắp các nơi trên thế giới đó, bây giờ con nít là mầm non. Còn người già là cái lợi. Người già ghê gớm lắm, người già nó có cái kinh nghiệm, nó có cái trải nghiệm, kinh nghiệm. Rồi với hơn nữa, người già tích lũy một cái số tiền rất là lớn. Đâu có nuôi những người già đâu. Quý vị thấy mấy người già mà có nuôi những người nghèo không? Không có. Nuôi những người nghèo nó đâu có nuôi đâu. Nó phải nuôi những người có tiền, có cái có vốn. Vậy đó, người già là tại vì họ kinh nghiệm, họ có một số tiền lớn, chứ nó đâu có người nào mà là đâu mấy người già ở ngoài đường, đầu đường xó chợ nó đem về nuôi đâu. Không bao giờ nuôi. Bởi vì miễn sao có lợi thì làm. Nuôi cái sự danh lợi tài sắc đó, nó lợi dụng để nó nuôi. Nó nuôi thôi đó. Những người mà có tiền, có tài sản, tại vì người ta đã làm bao nhiêu chục năm rồi, người ta có một tài sản lớn thì nó mới nuôi những người đó. Rồi thế thì hao bao con nít, tại sao bây giờ cũng để ý đó. Mới hổm mình nói nhiều cái vụ mà Sư Minh Đạo. Rồi bên Việt Nam đã tách cái Sư Minh Đạo ra với con nít rồi. Đó không? Bây giờ thì ở bên ông thầy bên Canada đó, ổng nổi tuyên bố luôn, con mới xem clip rồi. Ồ vậy. Nó nhận được đứa nhỏ nhất là như 13 tuổi gì đó. Này nọ. Đó, nói chung dụ là kế hoạch là sẽ nhận nhiều đứa con nít. Hay lắm, thầy đi tu mà hay lắm, hay lắm. Nhận đứa con nít đó, người ta thường nói là nuôi mấy đứa con nít mồ côi hay gì đó. Thật sự ra mấy đứa con nít mồ côi nuôi họ nhờ mấy đứa con nít nên nuôi họ, để cho coi như là gây cái sự chấn động, gây cái tình thương. Trời ơi, thầy nuôi mấy con nít thôi, mình phải bơm tiền vô cho thầy, coi như là gửi tiền cho thầy để coi như là cứu viện trẻ mồ côi. Trời ơi, người tu mà đi nuôi con nít, đi nuôi đàn bà, đi nuôi người già là cái sao? Phật cắt ái ly gia, Phật coi như là bỏ cung vàng điện ngọc, nhà cao cửa rộng, vợ đẹp con xinh, vinh hoa phú quý, đó là quyền lực sức mạnh Phật bỏ hết. Bây giờ nó đi ngược lại rồi nó nuôi. Nhưng mà có nhiều người có cái giả tâm ghê gớm lắm. Sao? Nuôi mấy đứa con nít để nhồi sọ tẩy não nữa, nhồi sọ và tẩy não. Bây giờ đó coi như là những trại huấn luyện đó, nó nuôi những đứa con nít làm sát thủ. Ở đó chỗ dối cái nhiều chỗ sư biết mà, cái trại, tại vì sư là coi như là thiếu xuân quân mà mồ côi mà. Đó, thiếu sư quân mồ côi đó, nó huấn luyện thành những người, nó huấn luyện thành những người coi như là sát thủ, sắc máu coi như nó nhồi sọ tẩy não. Tại vì mấy đứa trẻ đó, mấy người lớn nó đâu có nhồi sọ được. Nhưng mà mấy đứa nhỏ nó nhồi sọ tẩy não từ nhỏ, nó dạy dỗ, nó huấn luyện rồi. thành mà bây giờ thầy đã đó là cái cách bao nhiêu lần rồi. Khi đi tu Phật dạy là phải cắt ái ly gia. Bây giờ đó đi tu mà nuôi con nít, đi tu mà kiếm người già, đó là đi, họ lợi dụng vào mấy đứa con nít để mấy đứa con nít nuôi họ. Trời ơi, đi tu mà đi nuôi con nít là sao? Là thời gian đâu mà tu nữa. Đó, mình phải bỏ coi như là cắt ái ly gia người tu mà người tu mà. Có người nói rằng cái đó là giống như cái tâm từ, cái tâm bi để mà chia sẻ này nọ. Không phải từ bi là như vậy. Cái đó là cái vật chất với cái tinh thần nó khác. Quý vị được vật chất thì tinh thần suy kém, được tinh thần thì vật chất phải suy di. Dạy người tu phải biết nghĩ suy, đừng ham muốn cả hai mà không được. Quý vị đó, bây giờ nó tu phước, tu tướng nó khác, còn cái tu tâm tu đức nó khác. Tại vì cái tướng nó là bên ngoài, cái tâm cái đức cái huệ nó là bên trong. Bởi vậy người ta tu mà coi như là đi tu mà quý vị nghĩ đi, quý tu mà đem một đám đứa con nít về phải dạy dỗ nó nè. Trời ơi. Phải dạy. Trời ơi, cái ví dụ nha, còn thôi con có hai đứa thôi nè, thầy thấy ngồi nói chuyện thầy đây chút xíu 1:20 là con phải chạy qua trường 1:30 đó nè, mới đi đưa học thêm chiều. Nói chung là bận thời gian với nó nhiều lắm, mà về phải tắm rửa cơm nước, nói chi là ôm một đống vô. Nhưng mà nhiều người có ghê lắm, họ có ý đồ, họ muốn trở thành mà tổ, mà họ tu tổ chứ không phải tu Phật. Là sao thầy? Tu tổ á, là nghĩa là tu thành tổ á, là thành tổ trong chùa á, trong chùa có thờ tổ.
trong chùa có thờ tổ. Ví dụ như thờ tổ là thí dụ là tổ thợ may nè, tổ tổ cả lương nè, tổ 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 tượng vàng nè. Là độ đạo Phật rồi thì Phật tổ là Phật tổ Thích Ca sao không thờ vậy ạ? Phật tổ Thích Ca thường thường người ta thờ Phật ơn trước, rồi thờ tổ coi như là Bồ Đề Đạt Ma ơn sau, rồi thờ các tổ mà cũng như lập chùa, các tổ mà cũng như là vậy đó, rồi thờ đó người ta tu cái trở thành tổ. Nhưng mà bây giờ có thời gian nữa, bây giờ nó ghê gớm lắm. Cái cô nhi viện là do chính phủ là để đào tạo đó, là còn cái sự tu bây giờ người ta huấn luyện, người ta chọn những cái còn bây giờ nó ghê lắm. Bây giờ nó có cái phong trào, nó chọn lên những đứa nhỏ nào mà coi như là nó sẽ huấn luyện, nó coi như là nó nhồi sọ tẩy não, coi như nó làm cho đứa nhỏ đó coi như là dạy cho một cái đường lối, cái không còn theo Phật nữa mà theo theo thầy. Theo thầy. Ừ, theo thầy. Còn chứ không phải. Bởi vì phải y pháp bất y nhân, y nghĩa bất y ngữ, y trí bất y thức và y kinh liễu nghĩa bất y kinh bất liễu nghĩa, là theo 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 chánh pháp chứ không có theo người. Cái khó mà cái này nó huấn luyện đám trẻ là theo theo ý của ông thầy đó. Cái khó là ví dụ như tụi nhỏ nó từ lúc nhỏ xíu mà cái đầu nó đâu có đủ cái tuệ để mà nó biết cái nào nên là không nên đâu. Thí dụ như trong thời gian qua đi mình nghe tới thầy Trân Quang là phải thề thề trung thành đúng với rồi thầy, phải thề trung thành với thầy, cũng như bà Thanh Hải đó, bà Thanh Hải bắt đệ tử đó, đệ tử phải niệm là Nam Mô Thanh Hải Vô Thượng Sư đó. Đó rồi bắt đệ tử phải trung thành, nếu đệ tử nào phản bội là đệ tử đó là sẽ đọa địa ngục, cái đó là tu theo tà, tu theo ma, theo quỷ đó, đó. Rồi bắt đệ tử nó nhậu sọ mà, rồi sọ phải trung thành, còn trung thành với thầy tổ, trung thành đó, cái đó là cái sự là nhồi sọ tẩy não, mà bây giờ nó huấn luyện mấy đứa nhỏ là trở thành một cái công cụ để truyền thừa, để bảo vệ sau này nó già đó sẽ bảo vệ mấy đứa nhỏ là sẽ thành là bảo vệ hết. Bây giờ giàu có ai cũng như quý vị thấy ông nó nuôi những con hổ con không con hổ mà dưỡng hổ là di họa, mà nó nuôi con hổ nó cho ăn những thứ mà xì ca ma túy để coi như nó dạy dỗ. Nó điều khiển con hổ để nó điều khiển con hổ đen chi để có nó làm cho cái coi như là nó làm siết coi khi kiếm tiền cho nó vậy đó. Bây giờ những đứa con nít cũng vậy, nuôi những đứa con nít mồ côi, cái nói là trời ơi bây giờ thầy nuôi mấy đứa con nít là khổ quá, cái bắt đầu cái được sự đóng góp của thế giới. Trời ơi bây giờ thí dụ đi thầy Minh Ánh nuôi 100 đứa nhỏ ơi. Trời ơi, ôi, thông báo trên thế giới tiền nó gửi về, trời ơi, nó gieo rồi đó, cũng như nó cũng giống như ông thầy mà Bủ Chánh á, nó tinh tinh gieo đó, trời ơi, tiền quá trời tiền rồi, bắt đầu đó không có vừa lợi vừa cũng như mang tiếng là từ thiện. Bởi vì cái đó là nó gọi là gì, mượn đạo tạo đời, mượn đầu heo nấu cháo, mượn hoa cúng Phật đó, đó coi như là mượn chánh pháp để hành tà pháp. Người tu mà làm như vậy không phải là người tu. Cái đó là tu, nhiều người tu theo kiểu tu tướng thôi, tu phước chứ không phải tu huệ đó. Cái đó tu cái đó thì cũng được, thì tùy theo do sư, tùy theo mỗi người có cái cách tu đó, nhưng mà cái đó là tu tướng, là tu phước. Hôm nay thầy trên channel con á, thì nói rất là nhiều vấn đề là mượn đạo tạo đời, cái câu của thầy nói thôi chứ đúng rồi, tự nói câu đó đâu. Dạ đúng rồi, sư nói thẳng nói nhiều. Dạ đó, mượn đạo tạo đời, mượn chánh pháp để hành tà pháp, mượn hoa cúng Phật, mượn đầu heo nấu cháo đó, mượn đó nuôi. Nói chung là coi như là nói chung là bây giờ đó là một cái nghề, cái thủ thuật đó, thầy là khác còn thợ là khác nha. Đó, thầy tu, thầy cúng, thầy coi như là thầy tu khác à, thầy cúng, thầy tụng á, đó mấy thầy đó khác à nha. Cũng là thầy bói đó này kia nọ. Đó là khác à nha quý vị. Bởi vì tà sư ác tăng quốc danh tăng thầy chùa lửa đó, quý vị phải coi nha. Sái nhất hào xa vạn lý, sai một ly là đi vạn dặm. Đó đó, quý vị mà ủng hộ những người đó, quý vị vô hình trung, quý vị nối giáo cho giặc để làm hại cho đời. Đó sư nói thẳng luôn. Thì tùy quý vị ơi. Tùy quý vị. Hồi nãy thầy nói tới cái chữ là Nam Mô Phật Thích Ca Mâu Ni đó. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ. Rồi khi rồi con đi con nghe lại một người ta đứng trên sân khấu người ta nói là Nam Mô Phật Thích Ca Mâu Ni. Đúng rồi. Không không nói giống như thầy nói. Giờ là cái nào đúng mà hay là thêm cái nào mà. Bây giờ mấy ông cố nội bà cố ngoại thường sửa lại nó chỏ vậy đó. Một nó, ca sĩ rất là nổi tiếng ở bên Mỹ nè. Đúng rồi, nó sốc không vậy đó. À, tại sao? Người ta đó hồi xưa là Nam Mô Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Bây giờ nó Nam Mô Phật A Di Đà. Rồi đó, bây giờ Phật Thích Ca Mâu Ni đúng rồi, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Là đâu đó hồi từ ngàn xưa tới nay, bây giờ nó sửa lại là Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca, là cũng như là mấy cái giáo pháp đó là của ai? Là thầy nói thẳng ngang là của, cũng như là Nam Mô, coi như là Nam Mô Bụt. Nam Mô Phật đi, Nam Mô Bụt. Là Bụt là của thầy Thích Nhất Hạnh đó, rồi còn Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca là thầy Thanh Từ đó, sửa lại đó là cái rồi, giáo phái sửa lại để coi như là cái thành lập nguyên một cái giáo phái chỗ gì đó, đó coi như là Nam Mô Phật A Di Đà, Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca, vậy đó là Nam Mô Phật. Chứ con thì nghe Nam Mô A Di Đà mình quen rồi, cái tự nhiên cái con nghe cái câu đó từ ngàn xưa, cũng giống như là nhà Bảo Sanh thì nó sửa lại xưởng đẻ, xưởng đẻ hay là thay là chữ bảo đảm, nó sửa lại là đảm bảo. Nó lạ lùng, nó quái đản gì đó thì tùy quý vị muốn sao cũng được. Rồi đó. Bây giờ thì mình sẽ trở lại cái 14 điều Phật dạy nha. Dạ. Nãy giờ đi hơi xa. Dạ. Dạ. Là vô thân lại. Dạ. À, số 12 là lễ vật lớn nhất của đời người là khoan dung. Ờ, tha thứ đó hả? Món nợ lớn nhất của người đời là tình cảm mà phải không? Dạ. Ừ, lễ vật lớn nhất của người đời là khoan dung. Đúng rồi đó. Không có cái bảo vật nào, không có cái lễ vật nào bằng khoan dung độ lượng. Khoan dung độ lượng với tất cả mọi người, phải mở cái trực tâm, thâm tâm và đại bi tâm, phải open tâm từ bi của mình, phải mở ra. Open your mercy, open your compassion, love them all, even your enemy, you will be free. Nghĩa là phải mở lòng từ bi, cái tâm khoan dung độ lượng, phải bao dung dung chứa. Đó là vậy đó, khoan hồng dung chứa tất cả, đó khoan dung độ lượng. Đó nó mới đầy đủ ý nghĩa, khoan dung độ lượng là tất, đó là lễ vật lớn nhất của đời người. Và số 13 là khiếm khuyết lớn nhất của đời người là kém hiểu biết. Đúng rồi. Đó quý vị không, cái người mà không hiểu biết, cái người mà coi như là quá rõ ràng, khiếm khuyết là tất nhiên là mình bị khiếm khuyết, tất nhiên là mình không có trọn vẹn, là tại vì mình thiếu hiểu biết, mình thiếu ăn học, thiếu cái kiến thức, thiếu cái sự trí tuệ. Bởi vì đó là sự khiếm khuyết lớn nhất của người đời. Dạ vâng, điều thứ 14 là an ủi lớn nhất của đời người là bố thí cúng dường. Đúng rồi, an ủi cái sự an ủi, cái an ủi cũng như là coi như là cái an vui, coi như là quỷ lạo, coi như là quý vị đem cái lòng từ bi hỷ xả, từ là ban vui, bi là cứu khổ, hỷ là hoan hỷ, xả là buông bỏ. Đó quý vị phải hiểu rõ, đó là từ bi hỷ xả, mà từ bi hỷ xả nó đi chung là bác ái vị tha. Đó quý vị là bố thí cúng dường, coi như là cứu dân độ thế. Đó là cái sự an ủi lớn nhất của đời người. Không có cái sự nào mà an ủi vui vẻ và là coi như là làm cho mình ấm lòng bằng cái sự mà bố thí cúng dường hết. Tại vì khi mà mình bố thí cúng dường đó, mình giúp người giúp đời đó, nó làm sao đó quý vị ơi, nó an vui an lạc, mà nó cái sự nó làm cho mình, nó làm cho mình ấm lắm. Là coi như vậy đó, cũng như giống như giữa đêm đông mà có một coi như là một cái lò lửa vậy đó. Đó là cái sự an ủi lớn nhất của người đời, đó là cái sự bố thí cúng dường. Đó vậy đó. Đó là coi như là 14 điều, xin lặp lại nha quý vị. 14 điều răn của Đức Phật. Đó. Số 1, kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình. Thứ hai là ngu dốt lớn nhất của đời người là dối trá và lừa đảo. Số 3, thất bại lớn nhất của người đời là tự cao tự đại. Số 4 là bi ai lớn nhất của người đời là sự ganh tị ghen ghét. Số 5, sai lầm lớn nhất của người đời là tự đánh mất chính mình. Số 6, tội lỗi lớn nhất của đời người là bất dạy bất hiếu. Thứ 7, coi như đáng thương lớn nhất của người đời là tự ti mặc cảm. Thứ 8, đáng khâm phục lớn nhất của người đời là vươn lên sau khi ngã.
số 9 coi như là phá sản lớn nhất của người đời là sự tuyệt vọng, là tuyệt vọng, là coi như là thất chí tuyệt vọng. Số 10 là cái tài sản lớn nhất của người đời là sức khỏe và trí tuệ. Số 11, món nợ lớn nhất của người đời là tình cảm, số 12, cái lễ vật lớn nhất của người đời là sự khoan dung độ lượng. Số 13 là khiếm khuyết lớn nhất của người đời là kém hiểu biết. Số 14 là cái an ủi lớn nhất của người đời là sự bố thí cúng dường. Thì đó là hôm nay là cái vấn đề mà hai kẻ thù lớn nhất của người đời không độ trời chung, đó là coi như là cái là kẻ thù lớn nhất. Đó là hai kẻ thù đó, một kẻ thù bên trong và một kẻ thù bên ngoài. Một kẻ thù bên trong là chính mình đó, và chính mình hại mình. You react your karma, you can change. Change your life, change your mind, repent your sin before too late. Nghĩa là mình có thể thay đổi cái cuộc đời của mình đó, cái bằng chính mình đó, mà chính mình hại mình đó, chính mình cũng hại mình. Đó là kẻ thù lớn nhất của người đời là chính mình. Đó là kẻ thù bên trong. Còn một kẻ thù bên ngoài là cái smartphone internet đó, nó theo mình đó, nó mỗi ngày quý vị thấy không, con phone thấy nó hại con thấy nó hại thì mỗi người yourself. Đúng rồi, mình bởi vậy nên smartphone but stupid people đó, mình xài cái phone chứ đừng có để cái phone nó xài mình nha quý vị. Mà 1/3 cuộc đời của mình là bị cái phone nó xài đó, ngày đêm coi như là lúc nào rảnh là chụp lên cái phone liền đó, bất cứ ai. Trời ơi, đứa con nít cũng vậy. Bởi vậy nên quý vị phải cẩn thận, mình xài cái phone đừng có để, mình xài tiền đừng có để tiền nó xài mình, mình xài cái phone đừng có để cái phone nó xài mình. Con người bị tiền xài tán tận lương tâm bất chấp thủ đoạn đó, bị cái phone xài thì coi như là ngày đêm luôn đó, nó khủng khiếp lắm quý vị. Nó tàn hại thân thể và hủy hoại tâm trí của loài người. Bởi vậy nên nó khủng khiếp lắm. Bởi vậy sư mới nói ngày hôm nay, mong quý vị từ bi thấu hiểu nha. Cái này không phải là chuyện chơi, mà cái này quý vị phải để tâm cho gia đình mình, để tâm đến con cháu của mình, mang khi đu đó, đó là như vậy đó. Bởi vậy nên mình như thế nào thì cuộc đời mình như thế đó, mình như thế nào thì con cái nó bắt chước theo như thế đó. Quý vị phải kiểm tra coi như là limit đó, cho nó chơi, cho nó sử dụng, nhưng mà cái thời gian nào phải có quy luật, quốc phải có quốc pháp, gia phải có gia quy, người tu hành phải nghiêm trì giới luật. Bây giờ nó quẹt tới quẹt lui, quẹt xuôi quẹt ngửi, nó coi ai không ra gì hết đó, nó chập tập trung vào nguyên cả cuộc đời của nó. 1/3 cuộc đời là cho cái phone. Bởi vậy nên quý vị phải cẩn thận, đây là kẻ thù, hai kẻ thù lớn nhất của người đời đó là coi như là chính mình và cái phone internet đó. Quý vị phải để ý, đây là cái sự tác hại vô cùng. Đó là một con quỷ, nó vô hình không tướng, nó là coi như là tiếng Anh nó gọi là super virus đó, là super power virus, coi như là evil là quỷ đó, demon là đó, evil demon coi như là physical form, nghĩa là một con quỷ, con yêu ma quỷ quái, nó vô hình không tướng, nó tàn hại thân thể và hủy hoại tâm trí của loài người. Quý vị ơi, đó hôm nay là sư là coi như là gào lên, sư coi như là dập đầu xin là toàn thể ông bà cô bác anh chị em trong và ngoài nước phải từ nay sắp tới phải để ý mà phải hạn chế cái chuyện gì đáng xài mình xài, còn không đáng xài thì thôi. Đó cũng giống như cây dao, cái nào quý vị xài lấy ra mà cắt đồ ăn hay là xài, còn không thì cất vô, chứ mà quý vị cứ cầm mỗi ngày quơ tới quơ lui thì có lúc là phải đứt tay. Mà chơi lửa có thể cháy nhà, chơi dao có thể trang hòa máu tay, nhưng chơi ma túy có ngày, nhưng chơi cái phone có ngày, thân tàn ma dại đủ mà thoát ra quý vị ơi. Một lần nữa cảm ơn thầy rất nhiều, chương trình này cũng đã đúng giờ thầy ha. Dạ. Và bây giờ thì phải nói lời chia tay. Thưa quý vị, đây là những ý kiến riêng của sư Minh Tám. Dạ. Cái chính là cũng để nhắc nhở đến quý vị, đặc biệt là có con em nhỏ đó. Dạ. Để ý nhiều hơn vấn đề đúng rồi, bị lạm dụng cái phone thôi. Đúng, nó lạm dụng rồi cái bắt đầu nó nhập tâm, nhồi sọ tẩy não nó rồi. Nó không còn, nó quen rồi quý vị ơi. Không có là nó điên lên liền. Ở Việt Nam đó,
không có cái phone, nó giết ông bà, nó giết cha mẹ luôn. Vâng, một nửa cảm ơn thầy. Bây giờ thì phải nói lời chia tay. Dạ. Kính chúc quý vị những phút giây còn lại thật an lành. Tiến Dũng và sư Du Tăng Thích Minh Tánh sẽ gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau. Dạ. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, con kính chào quý khán, là cảm ơn là quý khán giả của TD Media Channel Mai Tiến Dũng, con Du Tăng Thích Minh Tánh. Bù đâm sa đa nam gà cha mi đà mâm sa đa nam gà cha mi sa nam sa đa nam gà cha mi. Con Du Tăng Thích Minh Tánh dập đầu thành tâm cầu nguyện cho quê hương tổ quốc đất nước Việt Nam cùng Hoa Kỳ. Con Du Tăng Thích Minh Tánh thành tâm cầu nguyện cho thế giới được bình an, cùng tất cả các chúng sanh trong muôn loài pháp giới được trọn thành Phật đạo, củ phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn địa ngục ngạ quỷ súc sanh đồng giải thoát. Con nguyện đem công đức lành hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều được trọn thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.